và hello và chào mừng quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Việt đẹp trai cute phương Mai Que hột mè nhất vũ trụ điện ảnh lịch sử Mini World đây. Vậy đây, tính ra cái này là kênh của em mà sao tự nhiên vô anh chào như đúng rồi vậy anh? Thì bây giờ mình là youtuber chuyên nghiệp 1.200.000 subscribe rồi, camera chĩa vào mình thì mình chào thôi, gì căng mà đâu. Hay trời ơi, bạn ơi, các bạn biết sao không? Là bởi vì trong con map này đó bạn ơi, nó đang bị khóa góc nhìn cho nên mình không thể nào chào mấy bạn được bằng cái góc nhìn của mình, chán kê luôn á. Nhưng mà thôi, nói chung thì mình vẫn gửi lời chào đến các bạn fan của Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh nha. Hôm nay đó bạn ơi, mình đã mời là anh Mr. Dịch cùng với lại là anh Siro. Ủa gì đây, ông Siro đâu vậy? Ở Siro à, nè, nó kêu với anh là nó tán đời, nó nhảy xuống dưới này nè. Trời ông ơi, em đi cách ly rồi. Trời ơi là trời, ông Rôm nhảy xuống dưới luôn rồi. Ê nhưng mà khoan, tại sao ông lại nhảy xuống dưới đó trời? Thôi kệ đi. Nói chung là hôm nay nè bạn ơi, mình đã kiếm ra được một con map này khá là hay bạn ơi. Thì hôm nay nè, mình sẽ cùng với anh Mr. Dịch và anh Siro, bọn mình sẽ cùng nhau gọi là đại chiến, gọi là biến thành siêu nhân, siêu anh hùng ở trong con map này và chiến đấu với nhau nha. Là sao? Mình sẽ gọi là hướng dẫn cho bạn trước nha. Thì đây bạn coi nè. Ở chỗ này đang có gọi là một cái nhân vật có tên là Shop này đó, mình bấm vào nó, hiểu không? Thì ở đây các bạn có phần gọi là chọn nhân vật này đó, hay không? Mấy bạn nhìn thấy gọi là cái khiên của Captain nè, các bạn thấy gọi là cái găng tay Thanos là chắc mấy bạn cũng biết nhân vật chúng ta sắp biến hình là ai đúng không? Thì ở đây nè, mấy bạn có thể chọn bất cứ nhân vật nào mà mấy bạn muốn. Thì ở đây bây giờ mình sẽ chọn mình là Thanos nha, mình rất là thích Thanos luôn cho nên mình sẽ chọn Thanos đó. Ok, chọn sao chọn làm Captain America. Dịch chọn là khiên Captain hả? Trời ơi ghê vậy, ghê vậy. Ok, nhảy xuống dưới. Hey, ủa mà khoan, còn Ro chọn làm gì Ro? Anh vừa chọn làm Venom xong rồi anh bị quăng ra luôn. Venom hả? Venom là con gì? À, Venom anh ơi, chứ Venom là con gì đâu. Bây giờ Ro thử sử dụng kỹ năng của con Venom cho em coi coi. Nhìn nào nha. Ok. Ê. Ui. Wow, Venom có kỹ năng tàn hình. Ghê vậy, còn gì nữa không? Ui, trời nó còn tạo được phòng thủ. Cái phòng thủ nữa nè, rồi còn gì nữa không đâu? Ây da, trời, anh làm cái gì em vậy? Sao tới thui màn hình rồi? Ôi đâu. Trời ơi trời, dịch ơi, cứu em với. Ôi trời. One hour later. Rồi ok, các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn nhân vật khác nha. Thì mình gọi là chỉ test cho bạn xem trước thôi. Bây giờ mình sẽ chọn Thor đi bạn ơi. Thor nè, Thor là dùng cây búa bạn ơi. Ui được nha, mình rất là thích Thor luôn ấy. Ok, để mình thử sử dụng Thor thử nha. Nhảy xuống dưới nè. À, trời, chưa gì mà anh Dịch với anh Ro đã quýnh nhau ở bên dưới rồi bạn ơi. Để mình xem coi hai người này quýnh nhau như thế nào. Ui khoan, mình sẽ đánh lén Dịch, mình sẽ đánh lén Dịch bạn ơi. À, cây búa nó Thor làm được gì ta, để chọi phải không? Chọi được nè bạn. Ui chọi cái búa nè. Ôi mà ông Dịch nó bay lên trời ơi. Ông Dịch đang sử dụng găng tay của gọi là Iron Man. Chọi sấm sét nè. Đấy, còn cái này từ chiêu này là gì đây? Ha, xoay búa bạn ơi. Xoay búa anh Ro. Mày à. Nè, Dịch nè. À bạn ơi, mình xây búa, mình gõ đầu Dịch bạn ơi. Ok, tiếp theo thì chiêu cuối cùng của Thor là gì ta, thử coi. Tạo ra trời mưa. Wow, mình bay được lên trời luôn nè. Ui mình là thần sấm mấy bạn ơi, thật là đỉnh cao. Ôi rô kìa. Chọi búa. Chọi búa nè. Ôi trời ơi, không được. Quất luôn mày. Rô hả? Ôi Thor cái gì ta, Thor mạnh quá bạn ơi. Ôi dịch kìa. Ok, để mình gọi là mình leo lên trên. Đó, mình xây búa nè, bạn thấy không? Cái búa mình nó xây vòng tròn nè. Ok, hơi dịch kìa. Ủa, Dịch đang làm người nhện. Wow, Dịch đang làm người nhện, Dịch đang bắn tư. Đứng lại. À, chọi búa nè. Hey. À, đứng lại. Trời, chạy thôi thôi. Chạy cho thoát. À, chạy. Nghe cái tung hả? Ây da, ê. Ui, mình bắn tư. Anh Dịch chói mình lại bạn ơi. Anh Dịch bắn tư, anh Dịch chói mình lại rồi. No, đứng lại. Ông Dịch này láo thiệt. Để mình bay lên trời. Thần sấm tới đây. Dịch sẽ không thể nào mà thoát được đâu. Cái. Wow, hóa ra là thần sấm biến hình là nó sẽ chiếu anh chiếu sấm sét xuống dưới. Ôi trời. Ro đang biến thành con gì vậy Ro? Anh là Hulk. Yeah. Hả? Trời khủng khổng lồ xanh. Ê, rồi xong chết beo luôn. Trời ơi các bạn ơi. Ông Hulk mạnh quá bạn ơi, không sao đâu, mình sẽ chọn gọi là nhân vật khác để xem coi còn ai khác không. Thì bây giờ mình chọn nhân vật Deadpool đó bạn, thì mình đang có một cây súng nè. Với lại ui. Một đàn kiến hay đàn nhện gì nè. Có người. Xin giới thiệu phòng admin. À, hóa ra đàn kiến hồi nãy là do Dịch triệu hồi ra. Ha, em có súng nè, Dịch chết rồi, bắn Dịch nè. À, bắn là admin này. Anh nhìn này, Dịch nè. Hây. Trời ơi, Dịch phong. Dịch biến thành nhỏ xíu rồi. Ok, chết Dịch rồi, em chém Dịch nè. Dịch nè. Trời ơi, kiến là cắn. Ui, kiến cắn. Ê, trời ơi, ông Dịch kỹ năng ông ghê quá bạn ơi. Ai. Ui da. Ui, mấy con kiến. Cút. Ok. Trời may quá bạn ơi. Ui Dịch kìa. Dịch hả? Dịch này. Ok. Hello Ro. Ui cái này là chọi bơm. À cái kiếm bên đây là chọi bơm. Cái tôi tự chọi tự chết luôn. Tính là tôi tự chọi tôi chết luôn các bạn. Thôi mệt quá.
quá, tôi chọn nhân vật khác, tôi không chơi Deadpool nữa đâu. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mình chơi bằng cái gì ta? À, thôi bây giờ mình sẽ chọn Hulk luôn bạn ơi. Mình sẽ chọn Hulk để mình gọi là đánh nhau với đồ đó. Hai thằng khổng lồ xanh đánh nhau bạn ơi. Ok, nhảy xuống dưới nè. À, hiện tại mình đã đạt được 30 điểm rồi, là điểm mình là cao nhất rồi. Ui, bên dưới ông Dịch với lại ông Rô đang đánh nhau kìa bạn ơi. Wow, trời. Trời Rô đang biến thành Hulk. Dí theo Dịch. Trời. Rồi anh nhìn cái mặt của anh ấy phong mình đây. Hey, Ultra. Hey, cái gì vậy? Cái đó là gì vậy? Ultra. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, một cái đá sấm sét bay lên trời. Ghê vậy. À. Em nhảy lên, em chậm xuống đất là bởi đất luôn này. Đó, ghê không? À, Dịch hả? Trời đá Dịch nè. Ui. Đấm một phát là Dịch văng xa 10 mét luôn. Ui con gì vậy? Ultra, tấn công Ultra. Wow, nó có thể chịu hỏi được những con quái vật này hả? Nhưng mà không làm gì được em đâu, em chọi đá vậy nè. Rồi, chết beo luôn. Quá đỉnh cao, ok. Ôi trời, mấy con nhân vật của Dịch nó tấn công mình bạn ơi. Rồi xong nó biến mất rồi. À, ok, thấy được Rô đâu. À, Rô kìa. Hai thằng khổng lồ xanh đấu nhau. Em nhảy lên luôn, sợ gì Rô. À, Rô xuống trước hả? Rô xuống trước là Rô chết chắc rồi. Đấy, đấm nè. Ui. Con lồ xanh thì mạnh lắm. Ê khoan, rồi, anh có để ý không? Bọn mình hình như biết thành khổng lồ xanh là bọn mình có 300 máu luôn anh ơi. Đúng rồi, giờ anh em mình đè đập Dịch đi. Ok, vậy đi, ok, anh em mình đập Dịch đi, ok. Hai thằng khổng lồ xanh đuổi theo Dịch, giết Dịch nè. Hơi, Dịch đâu? Dịch đâu? Ủa, Dịch đâu rồi? Dịch tan hình ơi, Dịch tan hình ơi. À, chọi đá nè. Bùm. Chết queo luôn. Ok thôi, không có chơi team up rồi à. Em phải đánh với Rô thôi. Cha. Ai da, Dịch tung. Rô chọi đá em hả? Chọi đá này. Này thì chọi đá này. Ủa rồi. Ba, nhảy lên trời hả? Tưởng em không biết nhảy hả? Chạy. Bùm. À, chạy hả? Đấm nè. Ôi, ok. Đấm nè. Chết queo luôn bạn ơi. Ôi khổng lồ xanh mạnh dữ vậy ta. Ôi dịch. Ok rồi, giờ mình sẽ nhảy qua chỗ Dịch nha. Dịch đâu rồi. Hai Dịch kìa, Dịch kìa. Ui, Dịch biết hai con gì Dịch. Ui, con gì á? Tên con này là cái gì đây? Gì Finder gì á? Finder hả? Con đó con gì nghe lão vậy mà nó bắn ra cái gì nhìn ghê vậy? À, không làm gì được em đâu. Hãy xem đây. Ôi, dậm xuống đất nè. Bùm. À, Dịch chạy hả? Dịch chạy á. Ấy da. Trời, Dịch đấm mình phát mình văng xa quá bạn ơi. Trời, ghê. Ôi, đấm người ta hả? Ghê ta. Chọi đá nè. Bùm. Ôi. Khúc đá này lâu nổ vậy. Ây da, trời ơi, Dịch trưởng mình ra ngoài bạn ơi. Dịch này láo. Khổng lồ xanh 300 máu lần cho nên em không sợ Dịch đâu. Hãy xem đây. Hơi. Dậm thần kỳ. Ây da. Tính ra là mỗi lần mình dậm ổng cái là ổng bắn mình ra ngoài xa bạn ơi. Ông này ổng ghê. Hơi. Vô. Chọi đá nè. À, chọi đá. Hơi. Ôi. Không làm gì được em đâu. Gồng lên. Chạy. Chuẩn bị xem cú đấm siêu năng lực đây. Bùm. Đó, Dịch xăng xa 10 mét luôn. Trời, con xa 10 mét à. Nhảy lên chơi, dậm xuống đất. Bùm. Chết Dịch luôn. Khổng lồ xanh mạnh vậy. Rồi đúng vậy. Mình có 15 máu à. Ok. Em hết năng lượng rồi. Em phải hồi năng lượng lại. Hồi năng lượng. Chết đấy bạn ơi, mình hết năng lượng rồi, phải hồi năng lượng thôi. Ok. Không sao, mình còn 50 máu nhưng mà mình vẫn đấu được. Hiểu không bạn? Ok, rồi tiếp tục. Đuổi hero. Rồi kỳ này toang rồi. Rồi đâu Dịch đâu? Ra đây. Anh đã biến mất rồi. Ủa, Dịch đâu? Cái gì kia? Cái gì đang trên bầu trời nó bay xuống vậy? Ui, những mũi tên. Wow, Black Window hả? À, dịch trở thành Black Window bạn ơi. Ui, hãy. Chà. Rô chạy ra cho thoát. Rô nè, headshot. Cái gì? Dịch giống bắn chết Rô hả? Đáng lẽ em phải là người giết Rô đúng chứ? Dịch đứng lại. À, nè Yeah, win rồi. Thì ok bạn ơi, và hiện tại thì mình với lại Rô với lại Dịch đã kêu chiến xong nhau rồi và mình là người giành chiến thắng. À, Rô Dịch yếu, trời ơi là trời, không thể nào giết được em. Thôi bây giờ nói chung á là nếu như mà mấy bạn muốn tập sau mình sẽ chiến đấu với hai người này tiếp hoặc là chiến đấu với ai khác thì bạn nhớ hãy bình luận lại cho mình biết nha. Và anh em cũng đừng quên là hãy để cho video này một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hoặc cho kênh YouTube của mình nữa nha anh em nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đâu hút trời. Chậm nè. Cha phụ ơi. Cắt đừng đấm quăng khiên nè. Đó, chết bê
Ê, Captain, trưởng nè, chết rồi luôn. Ủa, sao không có được hai gì vậy? Em sử dụng bằng trigger đấy, em thể dùng được hai kỹ năng luôn, ghê chưa? Chạy.